Hôm nay hướng dẫn về canxi nano cho chó. Cái canxi nano này thì những cái lứa tuổi nào của con chó dùng được? Thì canxi nano này dùng cho chủ yếu là cho chó con ở cái giai đoạn đang lớn, cho chó mẹ giai đoạn nuôi con, và cho chó ở các lứa tuổi khác nhưng với cái lượng dùng ít hơn. Cái lượng dùng nhiều nhất là cái con chó con ở giai đoạn lớn thì như mình đã từng nói là gì? Với các cái giống chó to thì chúng ta nên dễ nhớ là mấy tháng tuổi thì cho dùng mấy viên lấy trên ngày. Một tháng dùng một viên trên ngày, 2 tháng 2 viên trên ngày, 3 tháng 3 viên trên ngày, đến 5 tháng 5 viên trên ngày, và từ 5 tháng đến 12 tháng thì 5 đến 6 viên trên một ngày. Đây thì cái viên canxi nó như thế này. Đây là viên canxi nhá mọi người nhá. Đây, để thử lừa cho nó này. Lừa cho nó ăn canxi thử xem nhá. Nhanh. Ơ phải ạ. Nhanh, cho miếng nữa. Đó. Chơi bài đấy, chơi bài nhắc cho ăn liên tục thì đó là khi mà chúng ta có thể chúng ta cho chúng nó dùng canxi theo cái kiểu như vậy. Nhét một cái đồ gì đấy cho chúng nó ăn liên tục. Cho cái viên canxi lẫn vào cùng với lại đồ ăn. Rồi thì chuẩn bị sẵn những cái miếng nhỏ để nhét cho nó liên tục. Đó nhá, thử thêm một lượt nữa này. 3 viên. Đây, thêm một lượt nữa. Pila. Nhanh. Đó, ok. Thành công. Mỹ mãn luôn. Merci. Nhanh. Nuốt nhanh, còn cho miếng nữa. Ok. Thành công. Bây giờ là úi sở, nhẹ nhàng tới. Rồi, siro chảy rãi nè. Nhanh. Nhanh. Ok. Good. Được, chơi cái bài này được. Rồi, xong, đó. Đó mà là một cái cách dùng canxi có thể nhét cho chúng nó ăn kèm theo đồ ăn, nhưng mà phải chuẩn bị mấy miếng đồ ăn liền. Để cho chúng nó ăn vội, chúng nó sẽ không nhè ra và chúng nó sẽ cố cho nó nuốt. Mì. Cách cho canxi nano cho chó thì như vậy, hoặc là mọi người có thể ném trực tiếp vào trong cái đồ ăn nếu mà con chó nó ham ăn. Cái cách dùng thì như vừa nãy đã làm mẫu cho mọi người, có thể đút cho chúng nó ăn trực tiếp như thế là tốt nhất, còn nguyên viên. Hoặc với những cái con chó ham ăn thì chúng ta sẽ ném vào trong cái đồ ăn của nó sẽ ăn hết. Còn với những con nó quá kén ăn, trong trường hợp cuối cùng thì chúng ta sẽ tháo cái viên thuốc ra để chúng ta rắc cái bột vào trong đồ ăn. Nhưng mọi người lưu ý là cái bột canxi là nó không có tan trong nước, cho nên là khi mà rắc là chúng ta nên rắc vào giữa cái khẩu phần ăn để tránh cái việc cái bột nó sẽ bám vào các cái mép của cái bát ăn, chứ con chó nó lại không ăn được. Đó. Còn cái cách dùng cho chó bầu thì mọi người nên dùng từ khi mà con chó ở ngày bầu thứ 45, 50 trở đi, và trong cả cái giai đoạn các con chó mẹ nó nuôi con. Thì ở trong cái giai đoạn mà con chó nó bầu ở những cái giai đoạn cuối ấy, thì chúng ta có thể bù cho khoảng 1 viên trên 10 cân chó hoặc 20 cân chó. Tức là một con chó to như thế này có thể một ngày bù 2 viên hoặc 3 viên thôi. Còn đến khi cái giai đoạn con chó nó nuôi con ấy, thì chúng ta lại phải tăng liều lên cho con chó mẹ. Là gì? Vì cái giai đoạn này con chó con nó bú sữa của con chó mẹ, thành ra là nó con chó mẹ nó cần cung cấp rất nhiều cái canxi qua ở trong sữa nó cho con. Và mình sẽ phải bổ sung cái phần canxi đấy. Thì giai đoạn mà con chó nó nuôi con thì tùy vào cái số lượng con nhiều hay ít mà chúng ta bù. Chúng ta cứ coi như là giả sử như là con chó nó đẻ 10 con thì chúng ta bù 5 viên một ngày. Có thể coi như vậy. Còn với những cái giống chó nhỏ, đặc biệt là các cái giống chó nhỏ mà từ 15 cân trở xuống, thì
cái giai đoạn mà cái con chó mẹ nó nuôi con là nó rất dễ bị tụt canxi nếu chúng ta không bù. Ở cái lứa đẻ đầu tiên thì có thể con chó nó ok, nó không sao, nhưng ở lứa đẻ thứ hai và thứ ba thì nó rất là dễ bị tụt canxi, gây ra cái tình trạng là con chó mẹ nó bị liệt, con chó mẹ nó co giật rồi này kia. Nếu mà mọi người ai mà nuôi cái giống chó nhỏ thì có thể mọi người đã từng gặp rồi, và cái việc tụt canxi nó rất là nguy hiểm. Thành ra là ngoài cái việc chúng ta bổ sung là để cho con chó nó tốt rồi, cho nó cái sữa của nó đủ chất, con chó con nó phát triển đủ theo cái ngày tuổi của nó, nhưng mà nó cũng là một cái phòng tránh cái nguy hiểm của những cái giống chó nhỏ mà nó bị tụt canxi. Thì chúng ta bù, chủ động chúng ta bù canxi để tránh cái tình huống nguy hiểm đấy. Bởi vì khi con chó con nó co giật, mọi người mà từng gặp rồi sẽ biết nó nguy hiểm. Con chó mẹ nó căng cứng, nó co giật, nó lè lưỡi, mà nếu mà không có cái gì nhét vào thì có thể là nó co giật, nó cắn vào lưỡi nó. Nó tưởng tượng như là người lên cơn động kinh ấy. Đấy, mọi người hiểu ra như thế, nó rất là nguy hiểm chứ không phải không. Và nó có thể để lại cái di chứng lâu dài, liệt hoặc này kia. Đó, thì với hai cái trường hợp mà dùng cái canxi nano này nhiều nhất là con chó mẹ nuôi con và cái con chó con ở giai đoạn lớn, đến 12 tháng tuổi là dùng nhiều nhất. Còn từ 12 tháng tuổi trở đi chúng ta có thể quay lại chúng ta bù theo cái liều là gì? Một viên cho 10 cân hoặc một viên cho 20 cân chó. Tức là với những giống chó to này chẳng hạn thì một con chó 40 cân chúng ta có thể sau 12 tháng chúng ta có thể chỉ cần phải bù 2 viên một ngày thôi. Giả sử là như vậy, 2 viên hoặc 3 viên thôi. Còn cái giai đoạn dưới 12 tháng, từ 5 đến 12 tháng là nhiều nhất chúng ta sẽ bù 5 hoặc 6 viên một ngày với các giống chó to. Còn với các giống chó nhỏ mà nói, chúng ta sẽ bù theo cái hướng dẫn ở trên cái vỏ hộp này, nó đã trên cái lọ này nó đã có cái hướng dẫn sử dụng rồi, là bù 1 viên hoặc là 2 viên cho 10 cân chó. Thì với các giống chó nhỏ, các cái giống chó mà cái khi cái trưởng thành của nó dưới 15 cân, cứ coi như thế là chó nhỏ đi, thực ra nó là gồm chó nhỏ và chó nhỡ, thì với cái bọn này là chúng ta sẽ bù cho chúng nó ở cái giai đoạn tuổi lớn là chúng ta sẽ bù 2 viên trên 10 cân. Và một số cái giống chó mà nó cần dựng tai, những cái giống chó tai dựng, như là những cái giống chó phổ biến như là chó Corgi này, chó Phú Quốc này, Doberman này, hay là Min Pin, là những cái giống chó nhỏ, những cái giống chó mà khi trưởng thành tai nó dựng lên, thì hay là béc dê, béc bỉ, béc đức đó. Thì với những cái giống chó mà cần dựng tai ấy, thì có thể chúng ta sẽ cần một cái bù một cái lượng nhiều hơn một chút, để cho con chó ngoài cái việc phát triển cái bộ khung của nó thì cái tai nó sẽ lên sớm hơn thì nó đẹp hơn. Còn thực ra là cái gốc tai của nó mà tốt thì chúng ta bù ít thì nó cũng vẫn cứ lên tai bình thường thôi, nhưng nó sẽ lên chậm hơn một chút. Chúng ta muốn nó đẹp hơn, hay là con chó mông cọc chúng ta muốn nó lên tai sớm hơn thì chúng ta sẽ bù cái canxi này nhiều hơn. Còn cái ưu điểm của cái canxi nano này thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm. Nó là một cái công nghệ mới, thì cái canxi nano này nó khác biệt ở cái là con chó nó hấp thụ tốt hơn rất là nhiều. Có thể một con chó mọi người cho dùng cái canxi kiểu cũ nó không có hấp thụ được, chân nó vẫn bị yếu, tai nó vẫn không lên, nhưng mọi người dùng cái canxi nano này thì nó lại hấp thụ được, chân nó lại khỏe lên và tai nó lại lên rất là nhanh, sau khoảng tầm 10 ngày hoặc là đến 20 ngày thôi là mọi người sẽ nhìn thấy ngay cái sự khác biệt của nó rồi. Cái ưu điểm thứ hai của nó là nó kích thước của nó siêu nhỏ, cho nên là nó không bị cặn ở trong cái người con chó, không bị cặn gan thận, không bị cặn khớp. Thì với cái canxi kiểu cũ mà mọi người bù ấy, thì mọi người sẽ thấy có tình trạng, nếu ai đã từng dùng rồi thì mọi người sẽ thấy có một cái vấn đề ở đây là gì. Nếu mà mọi người bù cái canxi kiểu cũ cho con chó ăn liên tục khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày là con chó nó sẽ bị táo bón ngay. Có những con ấy, mà gan nó đã nóng sẵn rồi thì có thể là, tức là gan thận nó không phải là rất là tốt, thì có thể mọi người chỉ bù 4-5 ngày liền là con chó nó đã bị nóng trong rồi, nổi mẩn ở bụng rồi, rồi táo bón, tức là cái cục nó ra cái cục phân rất là khô, nó khó đi ị. Thì với cái canxi nano này nó sẽ không bao giờ nó xuất hiện cái tình trạng đấy. Đó, ngoài ra thì nó còn không gây cặn khớp nữa. Cái cặn khớp thì mọi người sẽ rất khó nhìn, nhưng mà với những cái canxi kiểu cũ
ngày xưa thì có thể nó gây cặn khớp mà nó làm cho cái khớp nó bị khô, khớp nó bị sưng. Nhưng cái đấy thì nó ít gặp hơn, thường là chúng ta gặp cái tình trạng là bị táo bón và bị nóng trong. Đó. Thì đấy là cái ưu điểm của canxi nano này. Nhưng cái nhược điểm của canxi nano này thì nó có một cái nhược điểm là nó hơi khó dùng. Vì cái canxi kiểu cũ thì người ta có thể làm ra những cái viên mà có mùi và con chó nó có thể thích ăn luôn, như là một cái đồ ăn thưởng. Nhưng cái canxi nano này thì bởi vì cái dạng nano này nó không thể làm ra được theo cái kiểu bột ra một cái viên theo cái kiểu như vậy, mà nó phải đóng ở trong cái viên nang. Thế cho nên là khi dùng sẽ rất khó dùng. Nhưng mà cách dùng ấy thì như mình nói này, một là cái cách dùng lừa con chó như lúc đầu mình làm. Hai là với những con chó ham ăn chúng ta sẽ ném luôn vào trong đồ ăn của nó. Còn ba là với những cái con mà nó khó ăn thì chúng ta phải tháo viên ra để chúng ta đảo vào trong đồ ăn của nó. Nhưng mà mọi người lưu ý là khi mà chúng ta tháo viên thì chúng ta phải tăng cái lượng dùng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Bởi vì khi cái viên canxi này nó tháo viên ra ấy, thì cái vào trong cái cơ thể của con chó nó sẽ hấp thụ kém hơn là nó để nguyên viên. Bởi vì nó bị hỏng một phần ở trong dạ dày rồi. Cái viên này nó nguyên viên nó vào trong bụng con chó ấy, nó sẽ qua được dạ dày mà nó chui vào ruột, nó mới bị vỡ cái viên ra thì nó hấp thụ được hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta cho ra bột ấy, thì một phần nó sẽ bị hỏng ở dạ dày, thành ra chúng ta sẽ phải tăng cái lượng dùng lên để đảm bảo cái lượng con chó nó hấp thụ vẫn đủ. Đó, thì khi mà chúng ta trong trường hợp mà chúng ta tháo viên ra thì chúng ta tăng liều lên. Đó. Còn với các con chó bình thường, giả sử như Pila này chẳng hạn, hay là các con chó mà nó không liên quan gì đến các con chó bầu nuôi con hay là cái con chó con đang tuổi lớn, thì chúng ta bù theo kiểu là như Pila, giả sử như Pila có thể mình bù một viên một ngày, coi như nó là một cái bổ sung cái canxi để phòng cái trường hợp nó bị thiếu canxi. Còn cái canxi này thì nó có một cái là nếu mà con chó nó đủ canxi rồi nó không hấp thụ nữa thì nó sẽ bị thải ra ngoài, thành ra là không lo về cái việc dư thừa ở trong người. Đó, giả sử như Pila chẳng hạn, hay là các con chó không liên quan gì đến giai đoạn lớn, hay là không liên quan gì đến giai đoạn nuôi con, thì mình bù cho nó là một viên một ngày. Còn với các giống chó nhỏ ấy, có thể mọi người thỉnh thoảng mọi người bù cho nó khoảng 3-4 ngày mọi người cho nó một viên cũng ok. Với các con chó nhỏ như con poodle của mình chẳng hạn, 3-4 ngày bù cho nó. Còn về cái giá của cái canxi này thì cái giá của công ty là 250.000 một hộp. Này của nó 150 viên. 250.000 một hộp cộng với lại tiền ship nếu mà mọi người ở xa. Cái canxi nano này mọi người có thể tìm ở các cái pet shop ở gần mình. Mua thì nó sẽ tiện nhất. Còn trong trường hợp mà ai mà không ở gần pet shop thì có thể liên hệ với trại mình. Trại mình cũng bán luôn. Bán ship toàn quốc. Thì cái hộp canxi nano này trại mình cũng bán theo giá của công ty thôi, 250.000 một cái hộp 150 viên này, cộng với tiền ship nó khoảng tầm 20-25.000 gì đấy. Còn hai hộp trở lên thì free ship. Ok. Hôm nay là xong cái canxi nano này nhá. Buổi sau mình sẽ làm cái video hướng dẫn về cái thải độc gan cho chó định kỳ, liver detox. Ok, xin chào mọi người. Video và hữu ích thì mọi người cho một chia sẻ để cho nhiều người biết đến. Thank you mọi người và hẹn gặp lại. Ok, hôm nay Pila lên video rất đẹp, rất là xinh gái.